Xin kính chào tất cả các vị quan khách, kính chào ban tổ chức và đặc biệt là xin chào tất cả các quý vị và các bạn tham dự cái buổi chiều ngày hôm nay. Trước hết thì cho phép tôi được gửi lời cảm ơn ban tổ chức đã cho phép tôi có một cái cơ hội được chia sẻ với lại tất cả rất là nhiều anh chị và đặc biệt là rất nhiều cái bạn trẻ quan tâm đến cái vấn đề về công việc, nghề nghiệp và sự nghiệp. Trong một cái sự kiện mà tôi nghĩ rằng là từ khi tôi bước chân vào đây cho đến khi có mặt ở khán phòng này thì tôi thấy được tổ chức một cách rất là bài bản và rất là chuyên nghiệp. Và hy vọng rằng là chúng ta sẽ có một buổi chiều thú vị về rất là nhiều chủ đề mà ban tổ chức đã đặt ra trong chiều hôm nay. Còn riêng cái phần của tôi thì tôi được ban tổ chức giao cho một cái đề tài tôi nghĩ là cũng rất là khó và được giới hạn với trong thời gian là một tiếng đồng hồ. Với cái đề tài là thấu hiểu chính mình để mà quản trị bản thân thì tôi nghĩ rằng nếu mà bình thường thì nói trong một ngày thì vẫn còn thấy ngắn. Bây giờ thì chúng ta chỉ có một tiếng đồng hồ nhưng mà tôi hy vọng rằng tôi sẽ nói rất là nhanh một số ý mà tôi nghĩ rằng là quan trọng. Và sau đó thì tất cả chúng ta sẽ có những cái buổi trao đổi trực tiếp lẫn nhau. Và hy vọng rằng lúc đó tôi sẽ nhận được rất nhiều cái câu hỏi từ phía các anh chị và các bạn. Nói về cái tại sao mà trong cái một cái ngày hội về giáo dục và việc làm thì chúng ta lại đặt ra một cái chủ đề là thấu hiểu chính mình. Bởi vì có lẽ rằng là ở dưới góc độ của nhà tuyển dụng thì người ta quan tâm nhiều đến chuyện là làm thế nào để tuyển được nhân viên tốt, nhân viên phù hợp. Còn đối với dưới góc độ của một cái người đi làm việc thì ta lại nghĩ ngược lại, làm thế nào để chọn được một công ty tốt và làm thế nào đó có được một công việc, một nghề nghiệp và một sự nghiệp tốt. Và xa hơn nữa là làm thế nào để có được một cái cuộc đời tốt. Thì trong cái vấn đề mà liên quan đến quản trị bản thân á, thì lâu nay chúng ta đã nghe nói rất nhiều về quản trị quốc gia, quản trị doanh nghiệp, rồi thậm chí là quản trị gia đình, nhưng mà người ta còn rất ít nói đến cái quản trị bản thân mình. Mà trong khi đó bản thân mình cũng là một cái thứ, một cái đối tượng mà cũng rất cần phải quản trị. Tại vì nếu như mà có rất nhiều người họ rất thành công trong sự nghiệp chẳng hạn. Ví dụ như họ quản lý một doanh nghiệp, họ lãnh đạo một doanh nghiệp rất là ngon lành. Nhưng về cái cuộc sống cá nhân của họ hay cuộc sống gia đình của họ thì nhiều khi nó lại không ổn lắm. Là vì cái gì? Có lẽ là một cái người mà đã có khả năng quản lý được một doanh nghiệp hay có khả năng quản lý một quốc gia thì cái năng lực quản lý của họ, năng lực lãnh đạo của họ thực sự là không tệ chút nào. Nhưng mà tại sao lại nên cớ sự như thế? Là bởi vì thực ra họ không quan tâm đến vấn đề quản trị bản thân hay là quản trị gia đình họ, chứ không phải họ không có khả năng để làm được điều đó. Cho nên là đôi khi có những việc thực ra không phải là quá khó, nhưng mà đôi khi người ta không ý thức về nó, người ta sẽ không làm. Và khi không làm thì hậu quả, nếu như cái việc không làm đó là những việc quan trọng trong đời thì hậu quả của nó là khó lường. Và cái vấn đề lớn ở trong đời chúng ta không phải là chúng ta cố gắng trả lời được nhiều câu hỏi thật hay, mà điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình là đặt ra được những câu hỏi thật là quan trọng, rồi sau đó mới nỗ lực đi tìm cái câu trả lời. Và câu hỏi mà chúng ta cùng nhau đặt ra ngày hôm nay đó là liệu là có phải quản trị bản thân không? Và nếu quản trị bản thân thì phải làm gì? Và trong những việc mình cần phải làm thì việc đầu tiên đó là phải thấu hiểu chính mình. Thì nếu không hiểu thân chính mình, không quản trị được bản thân mà có khi cũng không quản trị được ai cả. Trong nhiều năm gần đây thì tôi có đưa ra một cái mô hình để cho nhiều người người ta dễ hình dung và dễ suy nghĩ về cái chuyện mà quản trị bản thân mình, mà tôi có gọi đó là cái mô hình quản trị cuộc đời. Mà chỉ đây nó giống một cái góc nhìn để giúp người ta dễ hình dung hơn về cái con đường cuộc đời của mình thôi. Và cái mô hình này tôi đưa ra 5 cái yếu tố quan trọng nhất mà có thể ở đây một số bạn ở đâu đó có thể cũng đọc hay là nghe ở đâu đó mà tôi có chia sẻ rồi. Đó là một là cái yếu tố đầu tiên trong mô hình quản trị cuộc đời mà tôi chia sẻ, đó là yếu tố số 1 là thấu hiểu chính mình. Tức là phải finding yourself, tức là phải
phải hiểu và phải khám phá ra cho ra cái con người của mình. Thứ hai, cái vấn đề thứ hai trong cái mô hình quản trị bản thân, quản trị cuộc đời, đó là phải xác định cho được cái hoài bão và lẽ sống của đời mình. Và yếu tố thứ ba là phải đưa ra được cái chiến lược cuộc đời để hiện thực hóa được cái hoài bão và cái lẽ sống đó. Và cái tiếp theo là phải tìm cho được cái năng lực cốt lõi của cái bản thân mình. Giống như một doanh nghiệp, người ta nếu mà làm tùm lum thì sẽ chết. Nếu như làm một thứ gì đó thì người ta có thể rất là thành công. Và cái cuối cùng là phải xác định cho được đâu là những giá trị nền tảng mà cả cuộc đời mình sẽ dựa trên đó để hành động. Và mình sẽ không bao giờ là phản bội lại những cái giá trị này. Và nếu như mình phản bội lại nó thì có nghĩa là phản bội lại chính mình. Bởi vì đó là những giá trị làm nên con người của mình, là những giá trị, những nguyên tắc sống. Thì trong năm cái yếu tố của quản trị cuộc đời này thì hôm nay tôi không có điều kiện để chia sẻ. Nhưng mà tôi chỉ nhấn mạnh cái điều kiện đầu tiên, đó là làm sao để thấu hiểu được bản thân mình và thấu hiểu được chính mình. Và nếu thấu hiểu bản thân mình thì thấu hiểu cái gì và làm thế nào để thấu hiểu nó. Thì tôi cho rằng là trong cái thấu hiểu bản thân mình thì có rất là nhiều thứ. Nếu mà nói riêng về khía cạnh việc làm á, công việc, nghề nghiệp, sự nghiệp á, thì có lẽ cái mà người ta cần phải thấu hiểu nhất đó là cái thấu hiểu về cái sở thích hay là sở trường của mình, rồi thấu hiểu về cái khả năng của mình tới đâu, đúng không ạ? Nhưng mà có lẽ là đó là cái mà người ta vẫn thường hay nói, nhưng mà riêng trong buổi hôm nay thì tôi lại suy nghĩ rất nhiều về một cái thứ mà con người ta phải thấu hiểu chính mình mà đôi khi người ta không đủ quan tâm đến nó ở hai khía cạnh. Đó là thấu hiểu về hai cái điều mà quan trọng nhất của mình, đó là thấu hiểu về cái tầm vóc văn hóa của con người mình và thấu hiểu về cái khả năng chuyên môn nghề nghiệp của mình. Thì hai cái đó là hai cái khó nhất. Và trong tất cả những cái thấu hiểu bản thân mình á, thì tôi vẫn hồi nãy tôi vừa mới nhìn thấy một cái trình bày của đại diện ban tổ chức về ba cái yếu tố mà khiến cho chúng ta có đến cái ngày hội việc làm ngày hôm nay. Một là chúng ta giao lưu với diễn giả để mà hâm nóng cái bầu nhiệt huyết. Cái thứ hai là chúng ta phải kết nối với các trung tâm đào tạo để nâng cao cái kỹ năng. Và cái thứ ba là kết nối với các doanh nghiệp để mà nâng cao cái để có thêm cái cơ hội về công việc. Nhưng mà tôi nghĩ rằng có một yếu tố mà nếu giả sử như kết nối với các trung tâm đào tạo hay là kết nối với sách vở hay kết nối với giáo dục, thì cái mối quan hệ giữa giáo dục với việc làm thì có hai thứ thôi. Một là chuyên môn, hai là văn hóa. Nhưng nếu chúng ta chỉ nhắc đến yếu tố chuyên môn thôi á, thì chắc chắn là không đủ. Bởi vì cái mục đích số một của giáo dục không chỉ là nâng cao cái năng lực làm việc, mà mục tiêu quan trọng hơn cả nâng cao năng lực làm việc đó là nâng cao cái năng lực làm người, mà chúng ta hay nói nôm na là cái nền tảng văn hóa. Nền tảng văn hóa. Bởi vì thực chất á, vậy thì cái nền tảng văn hóa là gì? Bởi vì người ta ai cũng nói hiện nay, các khi mà tôi có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều doanh nghiệp thì họ nói với tôi rằng là hiện nay tìm người rất khó, không tuyển được người. Hầu như 1,000 doanh nghiệp nếu được hỏi thì chắc chắn là đủ 1,000 doanh nghiệp nói rằng chúng tôi không thể tìm được người, đủ người để vào làm việc ở công ty của tôi. Nhưng nếu mà khi mà hỏi các cái bạn trẻ thì nhiều bạn lại nói rằng là họ rất khó để tìm được một việc làm phù hợp. Và đây là một nghịch lý ở xứ ta, ở cái xứ của mình hiện nay. Thế tại sao các nhà, bây giờ tôi muốn nói với, chia sẻ với các bạn, đặc biệt là các bạn mà đang trong quá trình đi tìm nghề nghiệp và sự nghiệp của mình á, thì tôi chia sẻ cái góc nhìn không phải của tôi mà của vô số những doanh nhân mà tôi có từng tiếp xúc. Họ nghĩ về cái người mà họ muốn tuyển dụng như thế nào. Thì họ nói rằng là trong quá trình phỏng vấn tuyển người á, thì họ tuyển được một người mà có khả năng làm cái việc mà họ muốn thì đã vô cùng khó. Nhưng mà để tìm một người mà có khả năng làm được cái việc mà họ muốn, lại có cái người ta hay nói nôm na là cái đạo đức hay là cái tâm hay là cái sự đàng hoàng, cái sự tử tế đó, thì còn khó hơn nhiều. Tức là người ta nói nôm na là trình độ không bằng thái độ. Nói nôm na là như vậy. Ví dụ như giả sử như hai người họ cùng tuyển, một người có chuyên môn giỏi hơn, nghề nghiệp giỏi hơn, một người có chuyên môn kém hơn, nghề nghiệp kém hơn,
Nhưng nếu người đó có thái độ tốt thì họ sẽ ưu tiên chọn người thứ hai nhiều hơn là chọn người đầu tiên. Vậy thì người ta hay nói nhiều về cái thái độ, người ta hay nói nhiều về cái đạo đức, người ta hay nói nhiều về cái sự tử tế. Theo tôi thì thái độ, đạo đức hay tử tế là cái ngọn, là cái bề mặt, bề ngoài biểu hiện của con người thôi. Cái bên trong của nó, cái thứ tạo nên đạo đức, cái thứ để tạo nên sự tử tế, cái thứ để tạo nên thái độ là nền tảng văn hóa của người đó. Và cái gì tạo nên nền tảng văn hóa của người đó? Cái đó chính là giáo dục và sự học của chính bản thân họ. Và vậy thì câu hỏi đặt ra là một người như thế nào sẽ được xem là người có văn hóa? Tại vì một người giỏi chuyên môn thì ai cũng dễ thấy. Ví dụ như là giỏi cơ khí, hay giỏi kế toán, hay là giỏi quản lý, rất là dễ nhìn thấy về cái giỏi chuyên môn. Còn giỏi về có cái nền tảng văn hóa thì trình độ chuyên môn thì dễ thấy, trình độ văn hóa cực kỳ khó thấy. Nhưng nếu như không có trình độ văn hóa thì trình độ chỉ có trình độ chuyên môn đó, thì cũng không bao giờ có thể tiến xa. Giống như khi người ta đi học võ đó, thì người ta hay nói là khi người ta chỉ thích học luyện chưởng nên không thích học luyện công. Tại sao vậy? Học luyện công á, thì chỉ học được học 5, 10 năm nhiều khi không đánh được ai cả. Tại vì cái đó nó rèn luyện một cái nội công thâm hậu trong con người. Nhưng nếu như học luyện chưởng á, thì chỉ cần 2 ngày là có thể quấn được con người ta rồi. Cho nên nếu mà chọn giữa luyện chưởng với luyện công thì người ta thích luyện chưởng nhiều hơn thích luyện công là vì cái lý do ăn xổi ở thì đó. Nhưng nếu một người mà chỉ lo luyện chưởng mà không lo luyện công á, thì mãi mãi cái trình độ sẽ không bao giờ cao được. Mà nếu thậm chí luyện nhiều sẽ trở thành tẩu hỏa nhập ma. Và không bao giờ đạt cái trình độ thượng thừa được trong cái năng lực, trong cái chuyên môn hay trong cái võ nghệ của mình. Và nhưng mà một cái người giỏi thực sự, họ không chỉ luyện chưởng mà họ dành rất nhiều thời gian để luyện công. Mà luyện công thì rất dài, rất cực và rất khổ. Nhưng nếu không có cái cực khổ đó sẽ không bao giờ đạt một cái trình độ thượng thừa. Nhưng nếu một người thực sự là võ nghệ xuất chúng á, thì luyện công với luyện chưởng không thì chưa đủ. Mà họ phải có một cái trình độ, muốn nâng một cái trình độ, thậm chí cái đó chỉ là giỏi võ nghệ thôi. Còn muốn trở thành võ sư á, thì phải học thêm một cái nữa còn khó hơn và quan trọng hơn. Đó chính là võ học. Tức là cái tầng thấp nhất trong võ nghệ là giống như là võ thuật á. Cái đó nói nôm na là luyện chưởng. Còn thứ hai là võ công, người nói nôm na là luyện công á. Còn cao hơn luyện chưởng và luyện công đó chính là cái võ học, tức là cái khoa học của cái nói nôm na là cái khoa học của cái môn võ đấy. Ví dụ như là khi mà học luyện chưởng hay luyện công thì chỉ cần biết là đánh như thế này thì là sẽ hạ được đối thủ. Nhưng mà trong cái võ học người ta sẽ giải thích là tại sao anh làm như thế thì hạ gục được đối thủ, tức là cái khoa học và cái nền tảng luân lý đằng sau cái thế võ đó. Và chỉ có tập trung vào cái đó thì mới lên đến thằng sư thôi. Còn nếu không thì vĩnh viễn chỉ là làm thợ, hoặc là thợ là một cái người võ bình thường chứ không lên đến hàng sư được. Tức là không thể sáng tạo ra những cái môn phái mới, không thể tạo ra được những cái... Thì trong tất cả những chuyên môn khác cũng vậy. Nhưng nếu như các bạn xem những cái cuộc phim chưởng của Kim Dung hay gì đó, thì tôi thì cũng không thích lắm những cái loại phim này. Nhưng mà trong đó nó có một vài cái thông điệp mà tôi nghĩ cũng khá là thú vị. Đó là những cái người mà đạt đến trình độ thượng thừa rồi, trình độ uyên thâm, thì không chỉ giỏi võ công, giỏi võ thuật hay giỏi võ học, mà họ có một cái nữa, mà đó là những người mà có thể hội tụ được toàn bộ cái giới võ lâm, đó là võ đạo. Võ đạo. Tại vì nếu như không có võ, nếu như võ học trả lời câu hỏi là học cái đó để làm gì? À, học tại sao lại cái xảy ra cái đó, thì đối với võ đạo thì trả lời câu hỏi là học võ để làm gì? Tức là cái căn nguyên nguồn gốc từ đâu anh học? Anh học để anh quánh con người ta, hay anh học để rèn luyện sức khỏe, hay anh học để mà mang đến cho đời này một cái tinh hoa về võ thuật, hay là anh học để chứng minh một cái tinh thần thượng võ, mà dùng tinh thần thượng võ để mà hướng đến cái sự là tạo cái nhận thức hay là giáo hóa xã hội, vân vân và vân vân. Tức là cuối cùng thì
nó có bốn cái tầng như vậy. Và tôi tạm gọi cái phần mà cái nền tảng văn hóa của con người á, chính là theo cái cách hiểu như vậy, ít nhất là trong một cái khía cạnh mà chúng ta nói hơi nôm na. Chứ còn lâu nay thì các bạn thử tưởng tượng học võ cả đời nhưng chỉ toàn luyện chưởng thì sẽ thành một con người như thế nào? Cũng giống như các bạn muốn học, muốn làm một nhà quản lý, một nhà lãnh đạo nhưng mà cả đời chỉ học kỹ năng về quản trị thì không bao giờ khá được. Cái đó chỉ là luyện chưởng trong quản trị thôi. Luyện chưởng thôi. Và khi đi ra nhà sách Nguyễn Huệ ở Pha Ha Sa chẳng hạn, thì các bạn bước vào quầy sách quản trị á, thì phần lớn những cuốn sách mà về kinh doanh bày bán là phần lớn là sách luyện chưởng là nhiều. Sách luyện công rất ít. Và thứ hai nữa là sách luyện công thì đã ít, mà nếu như mà đọc nó thì cũng rất ít người có dũng khí để đọc. Ví dụ như đặc biệt là những người nào mà có cái bệnh mất ngủ á, thì không cần phải uống thuốc ngủ, nó ảnh hưởng sức khỏe. Chỉ cần mua vài cuốn về và trước khi cảm ơn các bạn. Trước khi ngủ mà ngủ được, lật ra vài trang là thằng sau đó thăng đường luôn. Đại khái vậy. Và cái đó người ta gọi là sách gối đầu giường á. Mà sách gối đầu giường là theo đúng theo nghĩa đen của nó chứ không phải là nghĩa bóng. Tức là cầm lên nó đọc hết đổi rồi kê gối ngủ luôn. Đó đại khái vậy. Thì cái đó gọi là nền tảng văn hóa. Tại vì khi đạt đến bất cứ cái gì uyên thâm nhất thì cái nền tảng văn hóa là cái quyết định tất cả. Có rất nhiều người giỏi chuyên môn nhưng mà cái tầm vóc văn hóa thì rất thấp. Nhưng sẽ không bao giờ có một người có tầm vóc văn hóa lớn mà trình độ chuyên môn kém thì vĩnh viễn không bao giờ có. Tại vì cái năng lực làm người bao giờ cũng khó hơn năng lực làm việc. Bao giờ cũng khó hơn nhiều. Tôi nói ra thì nghe có vẻ lý thuyết nhưng trên thực tế đang diễn ra điều đó thôi. Rõ ràng là nhà tuyển dụng nào họ cũng mong muốn tuyển những người mà không chỉ biết làm việc mà còn biết làm người. Nhưng mà thế nào là làm người, thế nào là có tầm vóc văn hóa? Thì chúng ta chỉ mới nói ở cái mức độ thôi thì để có một cái tầm vóc văn hóa thì theo tôi thì cái thước để đo, để tự mình đo cái tầm vóc văn hóa của mình thì theo tôi có hai yếu tố quan trọng nhất. Thì trong con người mình nó có hai phần, là phần người với phần con. Thì phần con thì mình không có bàn. Cái phần người nó có hai thứ mà tượng trưng cho cái phần người đó là chính là cái đầu và cái con tim. Một cái người mà có tầm vóc văn hóa thì nó được thể hiện rất rõ nhất thông qua cái đầu của người đó. Và cái đầu của con người có tầm vóc văn hóa thì nó có nền tảng văn hóa thì khác với cái đầu của những người mà còn ít văn hóa. Đó là gì? Đó là có khả năng, có một chữ thôi. Đó là có khả năng gì ạ? Nếu như thực sự người đó có một cái nền tảng văn hóa dày. Tức là mình phải nghĩ nhiều về điều đó. Đúng, sau khi mình nghĩ là ồ, hóa ra nền tảng văn hóa nó quá quan trọng. Bởi vì mình giật mình, gì mình có văn hóa không? Ủa mình làm sao mình biết mình có hay không? Mà nếu có thì sao, mà không có thì sao? Ủa mình làm sao biết mình có hay không? Ồ, cái đó là cái cực kỳ căng thẳng. Ngày xưa mà tôi rất là tâm đắc một cái câu chuyện, không biết là câu chuyện này nó lan truyền từ đời này qua đời khác, cũng chả biết là của ai, thì người ghi chép lại có một cái ông hồi xưa nói là có cái ông, một trí ông thầy mà được xem là vạn thế sư biểu của Trung Quốc đó, là ông nói là ông Khổng Tử đó. Ông có nói về cái cũng nói một chút về cái tầm vóc văn hóa của con người đó. Nhưng mà cách đây mấy ngàn năm rồi, và hy vọng là chắc đến bây giờ có nhiều cái ông nói, cụ nói thì bây giờ không còn đúng nữa. Nhưng mà riêng cái này tôi nghĩ chắc vẫn còn đúng. Cụ có một lần cụ ngồi dạy học thì cụ mới bảo là con người ta kể cũng lạ, cho đến khi sắp vô hòm rồi mới biết rằng làm người là một việc rất là khó. Cụ nói như thế. Thì học trò mới thắc mắc, mới hỏi cụ là nếu mà cụ nói như thế, thầy nói như thế thì hóa ra trong xã hội này toàn khỉ không, không có người hả? Thì Khổng Tử mới bảo là đúng rồi, trong xã hội này toàn khỉ không, là làm gì có người. Thì học trò mới nói rằng là ủa, tụi con cứ nghĩ rằng làm đúng theo cái đạo nhân mà thầy dạy á là làm người rồi, chứ thì làm người khó thế ai mà làm được. Thì Khổng Tử lại hỏi thế các con hiểu đạo nhân của ta thế nào. Thì lúc đó học trò mới thay nhau trả lời là thưa thầy, tụi con hiểu đạo nhân của thầy tức là tụi con cứ nghĩ rằng là sống một cách đàng hoàng, làm ăn là tử tế này, hiếu kính cha mẹ, nuôi dạy con cái ngon lành, đại khái thế.
là làm người rồi, chứ sống tử tế làm ăn đàng hoàng, hiếu kính cha mẹ, rồi nuôi dạy con cái ngon lành mà như thế chưa làm người thì như thế nào là người? Không phải là thành tiên chắc. Thì Khổng Tử mới kêu là no. cái đó không phải là người. Cái mà các con vừa nói chỉ là giấc mơ làm người thôi, giấc mơ để có nền tảng văn hóa thôi. Nếu có giấc mơ là có văn hóa, mà giấc mơ làm người nhưng mà không có cái khả năng để làm người thì coi cho dù có muốn làm người cũng không được. Ví dụ như ai cũng muốn trở thành người tử tế nhưng không biết được là cái việc mình làm tưởng là tử tế hóa ra rất ba trợn mà mình không hề biết. Cái việc mình làm tưởng là rất là ba trợn nhưng mà hóa ra rất là tử tế mình lại không hề biết. Tức là mình không có một cái khả năng để mà nhìn nhận vấn đề, thì cho dù có muốn sống tử tế cũng không được. Thì lúc đó học trò mới hỏi là thế theo thầy như thế nào mới là làm người, thế nào mới có nền tảng văn hóa? Thì cụ mới bảo là năng lực làm người thì nhiều thứ lắm, vô số, nhưng mà nếu như có một thứ quan trọng nhất thì chỉ có một chữ thôi, đó là cái chữ minh định. Minh định, minh là sáng, định là xác định, tức là xác định một cách sáng suốt, phân biệt một cách sáng suốt được cái gì, phân định một cách sáng suốt cái gì, minh định sáng suốt cái gì, minh định một sáng suốt tất cả mọi thứ trong đời này, đâu là chân, đâu là giả, đâu là thiện, đâu là ác, đâu là chính, đâu là tà, đâu là đúng, đâu là sai, đâu là phải, đâu là trái, đâu là tốt, đâu là xấu, đâu là hay, đâu là dở, đâu là đáng khinh, đâu là đáng trọng, đâu là nên làm, đâu là không nên làm. Thì cái đó là cái lớn nhất của con người. Thì cụ nói rằng là một người mà không có khả năng minh định thì làm vua sẽ mất nước, làm tướng sẽ mất thành, làm quan sẽ hư dân, làm thầy sẽ hư trò, làm cha sẽ hư con, làm sếp sẽ hư nhân viên. Nói tóm lại là làm cái gì hư cái nấy, không có gì mà ngon được hết trơn. Ví dụ như là một người mà người ta đang nịnh mình để trục lợi á, thì nghĩ hồi nó đang khen mình sướng, sướng ngây ngất luôn. Còn một người người ta đang góp ý chân thành thẳng thắn với mình, người ta chọt vào đúng cái tim đen của mình á, để nói cho mình biết bệnh gì, cần phải thay đổi ra sao, thì nghĩ là nó đang chửi mình, đi ghét bỏ người ta, đi thù con người ta. Thật giả trắng đen lẫn lộn hết cả, không phân biệt được. Và khi làm quản lý thì xung quanh mình cũng không biết đâu là thực tài, đâu là ngụy tài, đâu xung quanh mình đâu là quân tử, đâu là ngụy quân tử, không phân biệt được, không có minh định được. Và cuối cùng một người lãnh đạo mà không minh định được ai là ai, cái gì là cái gì, và mình là ai, thì họ là ai? Tan nát mới, không tan nát, không sụp đổ mới là chuyện lạ. Người ta nói thế này, kinh thất bại trong kinh doanh là lẽ thường tình, đúng. Nhưng mà không có đủ. Nguyên văn của nó là gì? Một cái người mà có năng lực kinh doanh, một người có nền tảng văn hóa, thì thất bại trong kinh doanh là lẽ thường tình. Bởi vì họ thất bại là vì sao? Vì họ không gặp may, họ thiếu kinh nghiệm thì họ thất bại thôi. Nhưng mà không thể nào ai xui hoài, đến ngày nào đó cũng may. Thứ hai, thất bại vì thiếu kinh nghiệm thì làm hoài sẽ có kinh nghiệm. Nhưng đối với những người mà không có nền tảng văn hóa, không có năng lực quản trị, năng lực lãnh đạo, thì thất bại trong kinh doanh là lẽ thường tình. Không thể nào mà là lẽ đương nhiên, lộn. Con chữ một đó thôi đó mà lộn chết người không chết. Tức là một bên là thất bại là lẽ thường tình. Chứ khi mà mình đi làm ăn hay mình đi làm việc mà thất bại á, thì mình phải xem thêm thử là cái thất bại đó là lẽ đương nhiên hay là lẽ thường tình. Chứ lẽ đương nhiên thì ok. No, xin lỗi, lại lộn. Lẽ thường tình thì ok, nhưng mà lẽ đương nhiên thì không được. Lẽ đương nhiên thì không được. Cho nên là cũng thất bại, nhưng không phải thất bại nào cũng là mẹ vĩ đại của thành công. Nhưng có những thất bại nó sẽ là ông cố nội của thành công. Tại vì ông cố nội thì không có đẻ được.
Đại khái vậy đó. Vậy nên quay đi quay lại, vậy thì thấu hiểu chính mình là thấu hiểu cái gì ta? Thấu hiểu đầu tiên nhất trong vô vàn 1 triệu cái thứ mà mình cần phải hiểu mình, thì cái đầu tiên, cái linh hồn nhất trong thấu hiểu bản thân mình, đó là phải hiểu được cái khả năng minh định của mình. Mình nhìn một cái người mà đáng trọng thì mình lại khinh, một cái nhìn người đáng khinh thì mình lại trọng. Một cái việc mà nó đúng thì mình lại chửi nó sai, một cái việc mà nó sai thì mình lại khen nó hay. Ồ, không biết được đường nào là cái người mà thực tài quân tử thì lại đuổi, mà ngụy tài ngụy quân tử thì lại giữ ở bên mình. Không biết được ai là ai, cái gì là cái gì, và mình là ai. Thì cái đó là cái đầu tiên cần phải thấu hiểu chính mình. Cái thứ hai mà cần phải thấu hiểu chính mình, đó là trong cái nền tảng văn hóa, thì một người mà có nền tảng văn hóa thì cái dấu hiệu đầu tiên nhất là có cái đầu minh định. Cái dấu hiệu thứ hai của một người có văn hóa, đó là có một trái tim có hồn. Đó là hai cái chỉ dấu rõ nhất của một người có nền tảng văn hóa. Chứ không phải một người có nền tảng văn hóa là một người đàn hay, hát giỏi, rồi khiêu vũ tuyệt vời. Cái đó không phải văn hóa, cái đó là văn nghệ thôi. Không được nhầm lẫn cái từ văn hóa. Cái từ văn hóa là một cái từ rất là thiêng liêng. Và hiện nay cái từ văn hóa đã được sử dụng một cách rất là tùy tiện. Cần phải trả lại nghĩa cho từ văn hóa. Đó là một từ rất thiêng liêng. Và nó thiêng liêng đến mức là cố gắng cả đời mới có được nó. Cả đời mới có được nó. Và cái, nếu như cái đầu của con người có khả năng minh định, thì cái đầu của con khác nó không có khả năng đó. Ví dụ như theo các anh chị thì con cún có khả năng minh định không? Có. Người nhà về thì nó nó mừng. Còn người lạ tới thì nó sủa. Nhưng cái khả năng minh định của con cún thì nó rất là hạn chế. Còn khả năng minh định của con người mới là thứ dữ. Khả năng minh định của con cún thì nó chỉ dừng lại là người nhà với người ngoài hết. Còn khả năng minh định của con người thì nó biết được người đó là thiện hay ác, người đó là ngay hay gian, người đó giỏi hay dở. Ví dụ như con cún á, thì ai mà cho nó ăn thì nó sẽ theo người đó, mà nó không cần biết người đó là giáo sư đáng kính hay là tướng cướp không nạn, đối với nó thì cũng như nhau đâu. Theo các bạn có tâm hồn, người này có tâm hồn không? Có không ạ? Có. Ủa sao nhỏ xíu vậy trời? À có. Nhưng mà hình như người này có vấn đề về mental đó. Có vấn đề về hình như thần kinh như sao đó. Chứ trời mưa mà đi như thế bệnh 3 tháng rồi đi làm gì. Một người có tâm hồn thì nó không phải dạng như vậy. Một người có tâm hồn thì cái chỉ dấu đầu tiên của họ là họ biết rung lên trước cái đẹp. Cái tim của họ biết rung lên trước cái đẹp. Mà đặc biệt là cái đẹp mà vô hình. Cái đẹp mà không nhìn thấy và không sờ thấy, chỉ có thể cảm thấy thôi. Giống như cái đẹp của Thánh địa Mỹ Sơn á, là di sản văn hóa của nhân loại đó. Đó là một cái đống gạch đổ nát. Cái đẹp đó không thể nhìn thấy bằng mắt và không thể sờ thấy bằng tay, mà chỉ có thể cảm nhận được, cảm thấy cái chiều sâu văn hóa của nó mà thôi. Giống như các bạn, nếu mà các bạn ra Hội An thì sẽ thấy rằng là Hội An là cái nơi mà nothing to coin, nhưng mà many things to feel. Tức là không có gì để coi, nhưng mà có rất nhiều thứ để cảm. Thì đó chính là cái đẹp rung lên trước cái đẹp đó. Cái đẹp vô hình là chủ yếu. Còn cái đẹp hữu hình thì cũng là văn hóa, nhưng mà không phải là cái nhiều nhất mà con người ta có thể cảm nhận được. Cái thứ hai nữa là một cái người có tâm hồn là người không biết, không chỉ biết rung lên trước cái đẹp, mà cái trái tim của họ còn biết thổn thức trước cái nỗi đau của con người. Nếu như ở đây các anh chị nào có xem cái đoạn phim Chuyện Tử Tế của Trần Văn Thủy á, thì nó có một cái câu rất hay, đó là ông ta trích cái câu của Các Mác, ông bảo là chỉ có súc vật thì mới quay lưng lại với nỗi đau của con người để chăm sóc với cái bộ da của mình thôi. Tức là cái đó là cái người ta biết thổn thức trước cái nỗi đau của con người. Và thứ ba nữa là cái dấu hiệu thứ ba của người có văn hóa, đó là cái trái tim có khả năng có biết phẫn nộ trước cái sai, trước cái xấu và trước cái ác. Giống như các bạn có xem cái video clip của cái bé Duyệt Duyệt mà cách đây 2 năm đó,
một cái xe tải cán em bé 3 tuổi, rồi lại có một xe tải khác đi ngang cán em bé 3 tuổi và sau đó bỏ chạy. Và sau đó có 18 người lớn đi ngang qua đường và không làm gì cả. Đến người thứ 19 là một bà nhặt ve chai thì mới cứu em bé này đưa vào bệnh viện, nhưng mà cuối cùng cũng không cứu được. Cái đó gọi là cái với 19 người này thì chắc chắn là hồn họ, cái tim của họ có hồn không? Chắc là không. Tại vì một người có hồn không thể làm được. Giống như một người đã yêu được cái đẹp thì sẽ không bao giờ có thể hủy hoại được cái đẹp. Một doanh nhân có hồn sẽ không bao giờ có thể gây ô nhiễm môi trường. Không thể làm được. Ví dụ cái ao nó quá đẹp, mình không thể vứt rác vào nó được. Một người có hồn không làm được chuyện đó. Tức là chẳng ai cấm, chẳng cần ai cấm. Một người yêu cái đẹp thì sẽ rất khó có thể làm công việc hủy hoại cái đẹp. Hình như là ban tổ chức chỉ cho có mấy phút thôi để nói, còn sau đó thì chúng ta trao đổi. Thì tôi túm lại với chia sẻ với anh chị là có 5 yếu tố để trong cái quản trị cuộc đời mà tôi chia sẻ. Cái yếu tố đầu tiên là cái thấu hiểu chính mình. Và trong thấu hiểu chính mình thì tôi nhấn mạnh hai điều là thấu hiểu về khả năng minh định của mình và thấu hiểu về cái tâm hồn của mình. Và từ đó hình thành nên cái nền tảng văn hóa của mình cộng với lại trình độ chuyên môn, thì tất cả những gì chúng ta muốn đều có thể có được. Và tóm lại cái phần trình bày của tôi như vậy. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Vâng. Xin cảm ơn anh Trung. Xin anh Trung nắng lại sân khấu ạ. Ban tổ chức cũng dành một vài phút để các bạn ở dưới sau khi nghe cái bài chia sẻ của anh thì cũng có đôi lời muốn giao lưu với anh. Thì cũng xin được kính mời tất cả các bạn ở phía bên dưới hãy đặt câu hỏi hoặc là chia sẻ thêm với anh Trung. Lúc nãy cánh tay giơ lên đầu tiên. Xin mời anh ở phía cuối. Anh giơ lên đầu tiên ạ. Xin mời ban tổ chức ạ. Xin chào diễn giả, xin chào tất cả các anh chị em có mặt ở trong thính phòng hôm nay. Tôi tên là Nguyễn Văn Hồng, tôi đến từ công ty cổ phần AutoZac Việt Nam ở Bình Dương nữa. Thì hôm nay là được hân hạnh được nghe được diễn giả trình bày về vấn đề mà quản trị và thấu hiểu chính bản thân mình. Nãy giờ tôi ngồi tôi nghĩ thực ra thì tôi cũng sống nay cũng được ba mấy năm rồi. Mà tôi không biết hiện tại bây giờ cái phạm trù mà về bên cái đạo đức của người Việt Nam hiện tại bây giờ nó cái tiêu chí nó như thế nào. Tôi cứ suy nghĩ rất là nhiều. Rồi lúc nãy nghe là diễn giả nói là bên Trung Quốc rồi có cái em bé 3 tuổi bị xe cán qua cán lại rồi có người cuối cùng thì mới quan tâm tới là đứa bé đó nó như thế nào rồi vô bệnh viện cuối cùng nó mất. Thì tôi không hiểu là bây giờ cái cuộc sống của cái tiêu chí đạo đức của xã hội của mình có đặt ra rồi cái thứ nhất là làm gì, cái thứ hai là làm gì, cái thứ ba là làm gì, cái thứ tư là làm gì hay không, hay là mình bây giờ mình phải sống thế nào trong một cái cộng đồng như thế này. Thì tôi chỉ có cái vấn đề hỏi như thế. Thì mong cái diễn giả chia sẻ để cho chúng tôi biết. Xin cảm ơn. Ví dụ như là bây giờ biểu tôi nói đạo đức của Việt Nam mình hiện nay sao, thì đạo đức của Việt Nam hiện nay là nói vậy đó. Tức là đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, tại vì cái gì ai cũng thấy hết mà, ai cũng đọc báo, ai cũng coi tivi, rồi ai cũng đi trên đường rồi kia. Còn cái thứ hai là bây giờ cái nhìn nhận vấn đề đạo đức hiện nay thì tôi nghĩ rằng là người ta hay nói là sống đạo đức tức là sống tử tế đó, đúng không ạ? Nhưng mà hồi nãy tôi nhấn mạnh là trước khi sống tử tế phải biết thế nào là tử tế, với hai là lấy cái thước gì để đo được là cái đạo đức của xã hội này hướng đến cái gì. Hiện nay thì theo tôi thì Việt Nam mình hồi trước thì chúng ta có một thời gian dài chúng ta đóng cửa, ít có hội nhập với thế giới. Nhưng bây giờ thì đã khác rồi, chúng ta đã mở cửa và hội nhập với thế giới nhiều rồi, thì chúng ta không thể lấy cái thước của nhà mình để mà đo cái chuẩn của nhà mình được nữa. Kể cả vấn đề đạo đức, kể cả vấn đề văn hóa và kể cả những vấn đề khác. Và phải đo lấy một cái thước mà tôi cho rằng phù hợp nhất, đó là những cái giá trị phổ quát của thế giới, đặc biệt là của thế giới văn minh, để đo được cái hành vi đó là đạo đức hay không đạo đức, để đo được cái hành vi đó là tốt hay là không tốt. Ví dụ như các bạn thấy xem bà Tưng là nên chửi hay nên chống, quên nên gì ta? Nên ủng hộ hay là nên chửi bới, đại khái vậy. Thì để có cái quan điểm của mình thì mình cần phải minh định,
Mà cái minh định của mình á, một việc như thế nào gọi là đúng, một việc như thế nào có đạo đức, thì theo tôi có hai cơ sở để xác định một việc là đúng và một việc là có đạo đức. Việc thứ nhất, cái yếu tố thứ nhất để xác, cái thước đo thứ nhất để xác định việc đó là đúng và có đạo đức, đó là những việc mình làm có phù hợp với pháp lý hay không. Nếu vi phạm pháp luật là được bị xem là sai, đúng không ạ? Thứ hai, nếu như việc đó không vi phạm pháp lý vẫn có thể bị xem là sai nếu như vi phạm pháp lý, à, vi phạm đạo lý. Tức là có hai cái thước là đạo lý và pháp lý. Ví dụ như là sáng nay trước khi mà đến đây thì tôi có đọc lướt qua cái bài trên Vietnamnet là về cái cô gì ngày hôm qua mới đi biểu diễn mà mặc đồ rất là ngắn á. Cái cô gì mà tên gì tôi quên mất, cái gọi là bè mẹ nhí hả? Cái cô ấy. Thì cô ấy bảo là ai muốn nói gì mặc, miễn là cái việc tôi làm không có vi phạm pháp lý là được rồi. Nhưng mà mình phải xem lại là không vi phạm pháp lý thì có vi phạm đạo lý không? Mà đạo lý thì có ba loại: đạo lý của làng, đạo lý của nước và đạo lý của thế giới tiến bộ. Mình phải xem lấy cái đạo lý nào để đo cái việc làm đó. Nếu lấy đạo lý của làng có khi nó đúng, lấy đạo lý của nước để đo thì nó lại sai, lấy đạo lý của nhân loại có khi nó lại đúng. Cho nên lấy cái thước nào để đo thì nó mới quyết định được là cái việc mình làm là đúng hay sai, đạo đức hay là không đạo đức. Cho nên bất cứ ai cũng phải, không thể nào bước qua hai cái thang đó được, đó là pháp lý và đạo lý. Nhưng mà không quên một điều rằng cái đạo lý thì của đạo lý, pháp lý thì của nước thì dễ rồi, nhưng mà cái đạo lý thì rất là dễ tranh cãi, là của làng. Nếu đứng dưới đạo lý của làng là ủng hộ, nếu đứng dưới đạo lý của nước là chống. Nhưng ngược lại, nếu đứng dưới vào nước đạo lý của nước thì là ủng hộ, nhưng đứng dưới đạo lý của thế giới có khi lại chống. Vấn đề là các bạn đứng ở cái hệ quy chiếu nào để đánh giá và minh định cái vấn đề đó. Cho nên tôi không nói với các bạn là góc nhìn của tôi hiện nay đạo đức của Việt Nam như thế nào là nó như vậy đó. Còn cái đó là do mình, do cái khả năng minh định của mình. Rất là cảm ơn câu hỏi rất hay và rất khó của bạn. Cảm ơn bạn. Xin mời một bạn nữ đi. Bạn nữ đeo kính vừa mới giơ tay lên. Dạ. 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 Em cứ nói, con nó có âm thanh đấy ạ. Dạ, con chào thầy ạ. Dạ. Quay chào các cô, các chú, các bác, các anh chị và các bạn ở trong hội trường này ạ. Dạ, chào mọi người. Dạ. Ok. Cảm ơn thầy. Dạ, cho con hỏi là, thưa thầy, là như thầy nói là thấu hiểu chính mình để quản trị bản thân, thì như hồi nãy giờ thầy trình bày á, thì theo con thấy thì nó liên quan đến về đạo đức là nhiều hơn. Nhưng mà cho con hỏi là về cái khả năng chuyên môn về nghề nghiệp á, ví dụ như tụi con hiện tại là con là sinh viên năm cuối, thì cái lúc mà tụi con mà xác định trường để thi á, thực sự thì tụi con không biết là mình thích cái gì và cái ước mơ của mình là gì, và cái ngành, cái trường mình chọn á, thì sau này mình sẽ làm cái gì và học cái gì. Vậy thì cho con hỏi là đến khi mà tụi con học hết cái giảng đường đại học thì tụi con mới biết được là tụi con thực sự là thích cái gì và muốn làm cái gì. Vậy thì làm thế nào để cho các em trung học phổ thông á, lúc mà năm 12 năm cuối cấp á thầy, thì để các em được xác định được là cái ước mơ và cái mục tiêu của mình và cái khát khao mà mình muốn đi đến đó là đâu. Dạ, cho con hỏi câu hỏi đó ạ. Dạ rồi, cảm ơn em. Câu hỏi này của em thì nó khá là không phải cho một mình bạn mà tôi nghĩ cho rất là nhiều người. Và tôi không giấu gì bạn là cái thế hệ của tôi ngày xưa đi học, nói thật với bạn, đi thi đại học thì cũng thi lụi thôi. Chả biết cái trường đó dạy cái gì mà cũng không biết là học cái đó rồi có làm hợp hay không. Đến khi vô học rồi cũng còn chưa biết hợp hay không nữa mà. Đến khi ra trường đi làm á, đi ra rồi đi làm mấy năm rồi còn chưa biết là có hợp hay không nữa mà. Không, đó là rất là thật thà khai báo với các bạn như thế, chứ cũng chẳng phải ngon lành gì hơn đâu. Nhưng mà chỉ có điều là không có chịu đầu hàng. Tức là liên tục đi làm, liên tục khám phá bản thân mình, hiểu về bản thân mình, hiểu về nhân tình, thế thái, thời cuộc. Rồi cuối cùng mình hiểu mình vậy đó, mình hiểu thời cuộc vậy đó, cuối cùng mình nên chọn cho mình đi đường nào. Nhưng mà thật ra thì khi như vậy thì hơi tiếc, hơi đi đường vòng. Thay vì người ta ra trường ấy là ta thăng luôn, còn mình cứ đi vòng hồi rồi mình mới biết được mình là ai, rồi mình hợp với cái gì, thì nó gian nan và nó gian khổ lắm.
Nhưng thực ra đó là cái xui xẻo, nhưng mà cũng có cái hay. Nó có cái hay là khi mà mình đã tìm được rồi á, thì nó quý giá vô cùng, mà không đứng núi này trong núi nọ nữa. Còn có những người may mắn á, thi vô cái trường đó là thấy trường nó hợp liền, học cái ngành đó, thấy ngành đó hợp liền, rồi ra trường đi làm, nó làm cái việc đó, cái hợp liền, chưa chắc ngon đâu nha. Bởi vì đứng núi này trong núi nọ và không có toàn tâm toàn ý cho cái việc đó, cứ đang làm việc này mà cứ nghĩ cái khác ngon hơn không à. Và cuối cùng là nhiều khi mình cũng không đủ dấn thân cho cái đó, cho nên nhiều khi cũng không thành công. Cho nên cái gì nó cũng trong trắng thì có đen, trong nguy thì có cơ, trong hay thì có dở, trong tốt thì có xấu. Nhiều khi không có gì tốt hoàn toàn, không có gì xấu hoàn toàn hết. Nhưng mà ở cái chỗ, nếu như em có muốn giúp thế hệ đàn em của em á, thì tôi nghĩ thế này. Hồi xưa tôi có tham gia một vài lần với lại cái tư vấn mùa thi với các trường đại học á. Nhưng sau này thì bận quá không có cơ hội được tham gia nữa. Nhưng mà tôi có một cái ý chung đó là đừng có quan tâm nhiều đến cái chuyện chọn kỳ thi, chọn trường thi. Bởi vì chúng ta đang đi làm ngược. Đầu tiên nhất là phải chọn cuộc đời, rồi sau đó mới chọn việc làm, chọn sự nghiệp, rồi sau đó mới chọn nghề nghiệp, rồi sau đó mới chọn công việc, rồi sau đó mới chọn trường thi, rồi mới chọn ngành thi. Tức là cái chọn ngành thi, trường thi là cái chọn cuối cùng. Ở đằng này mình chơi ngược đời, rồi sau cuối cùng làm lại từ đầu, tua lại làm vòng luôn. Thì nó hơi kỳ. Mình phải chọn cuộc đời cái đã. Tức là tôi muốn có một cuộc đời như thế nào, tôi sống cuộc đời như thế nào, và tôi muốn làm cái ngành gì, nghề gì. Rồi sau đó tôi mới chọn là để tôi làm cái có cuộc đời đó thì tôi phải làm cái nghề này, tôi phải có sự nghiệp này. Mà để làm nghề đó thì tôi phải thi cái ngành này và trường này. Tức là ba cấp đúng không ạ? Chọn cuộc đời, chọn nghề nghiệp và chọn trường thi. Tức là chọn trường thi là đứng thứ ba. Tức là sau chọn khâu khi chọn hai cái đầu rồi. Nhưng mà để làm được điều này thì đối với các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới thì họ làm bắt đầu từ năm lớp 9. Lớp 9 rất là trong 3 năm cấp 3 thì họ có hai việc phải làm. Một là phải xem thử là lấy được bằng tú tài. Đó là mục tiêu số 1 của 3 năm cấp 3. Và mục tiêu số 2 là mình phải biết được là cuộc đời mình chọn cuộc đời, chọn nghề nghiệp và cuối cùng là chọn trường thi. Và sau này ra trường cũng vậy, không phải để cho các công ty tuyển dụng người ta, ai tuyển mình vô thì mình làm hên xui thôi. Một cái người có hiểu biết, một người có thực sự có trình độ và có trình độ chuyên môn và có trình độ văn hóa thì họ sẽ chọn nơi để làm, chứ không phải là họ hên xui thôi. Mình phải chủ động. Không phải là chủ động trong chuyện chọn trường thi, mà còn chủ động trong chuyện chọn việc làm và chọn nghề nghiệp và chọn cái sự nghiệp, và xa nhất là chọn cuộc đời. Vì tôi hay nói với các bạn trẻ là nói là có 5 lựa chọn trong quan trọng nhất trong cuộc đời á, mà người ta phải để ý. Lựa chọn thứ nhất là chọn lẽ để sống. Tức là chọn lẽ sống đó, chọn lẽ để sống. Thứ hai là chọn người để lấy. Và thứ ba là chọn việc để làm. Và thứ tư là chọn thầy để học. Và cuối cùng là chọn bạn để chơi. Tức là những cái lựa chọn này là nó ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của mình. Đặc biệt là cái lựa chọn đầu tiên nó quyết định luôn 4 lựa chọn còn lại. Với chọn lẽ sống này thì sẽ lập gia đình với một người như thế này, và chọn lẽ sống khác thì sẽ có một cái người bạn đời khác. Và với lẽ sống này thì sẽ chọn việc này, với lẽ sống khác thì chọn một cái công việc khác. Với lẽ sống này thì chọn làm công ty này là tuyệt vời, nhưng mà nếu chọn lẽ sống này thì lấy công ty này là không ổn, phải chọn công ty khác. Vậy thì cái chọn lớn nhất và nó chi phối tất cả mọi lựa chọn khác là chọn lẽ để sống. Và đó là lựa chọn mẹ, và nó quyết định luôn tất cả mọi lựa chọn còn lại. Trên cái câu em hỏi thì nó chỉ là một cái phần rất 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 là nhỏ trong những lựa chọn lớn khác. Nhưng mà mình hỏng ở chỗ là hỏng ở cái lựa chọn lớn rồi, mà hoặc là mình không quan tâm lựa chọn lớn thì những lựa chọn nhỏ cho đúng thì cũng đâu có nghĩa lý gì đâu. Tại vì nó không biết đời mình sẽ đi đâu về đâu. Ví dụ như là một câu hỏi quen thuộc là các bạn định chừng nào đi? Đi về bển á, đi bơm muối á, chứ không phải là đi về nhà, đi về bển á. Các bạn nghĩ là bao nhiêu tuổi thì hợp lý? 70 thì sớm quá. Bao nhiêu việc còn dở dang không kịp, mà 70 mà đi một cái là nó uổng lắm. 100 thì không được, làm gì mà tốn cơm thế. 80 thôi, cầu băng là 80 thôi.
tuổi trung bình của khán phòng này chắc cũng khoảng 30 quá hả? Không tới. Thì coi như là 30 đi. 80 rồi 30 là còn 50 á. Nên những gì mà các bạn muốn làm là còn kịp á. Nhưng mà phải mau lên. Chứ không là péo cái là hết 50. Tại vô số người đi trước mình là cũng có 50 mà cuối cùng cũng không kịp làm cái gì hết. Tại vì họ luôn luôn nghĩ rằng mình là tỷ phú của thời gian. Ai cũng có 50 hết trơn á. Nhưng mà xài không có khéo. Nhưng mỗi lần mà các bạn sinh nhật á, các bạn làm hai tiệc, không phải một tiệc mà hai hiệp, tăng một và tăng hai á. Tăng một là mừng, chúc mừng. Mừng cái gì? Thứ nhất là mừng là mình sinh ra trên đời này. Thứ hai là mừng thọ, mừng sống thêm được năm nữa. Còn cái tăng hai mới là quan trọng, đó là chia buồn. Chia buồn là bởi vì cái thời gian còn lại nó ngắn riêng khúc. Ví dụ như là bây giờ, năm nay là còn 50 năm đúng không? Nếu mà sinh nhật sang năm là còn có 49 à. Cái thêm sinh nhật năm nữa là còn có 48. Nó cái thời gian còn lại nó rất là ngắn là phải chia buồn. Mà chỉ khi người ta biết chia buồn á, người ta mới biết tận dụng cái thời gian còn lại. Mà đừng có sợ bằng chuyện đi. Các bạn đừng có sợ. Những người mà sợ bằng về chuyện đi thì thế nào cũng đi sớm. Chắc là câu hỏi của bạn như vậy thì hơi dài, nhưng mà tôi nghĩ là nó tạm được, đúng không? Cảm ơn các bạn. Okay. Chúng ta còn câu hỏi nào khác không ạ? Xin mời, chắc mời phía bên này một cánh tay giơ lên đang ngay đó luôn đi. Rồi. Anh đợi chút xíu. Trong cái thời đại thông tin hiện nay, có những thông tin hay, thông tin dự, thì có những cái mưu mô, có những cái xảo quyệt, thì mình không biết là cái cách lọc thông tin, cái cách lắng nghe như thế nào. Thì bản thân em thì lúc nãy thầy chia sẻ với Minh Đình thì em cũng ở trong cái nền giáo dục là hầu như là cái Minh Đình của mình cũng chưa chắc chắn lắm. Thì thầy có kinh nghiệm về bản thân nào để có cái chia sẻ với bọn em để biết cái kinh nghiệm để mà lọc thông tin để biết nó trở thành bài học cho mình không ạ? Dạ, nhưng mà thông tin rất là tùm lum hết trơn hết trọi. Rồi. Là. Nhưng mà thực ra không phải ở Việt Nam mình mới có thông tin tùm lum hết trơn hết trọi. Ở cái xứ nào bây giờ nó cũng tùm lum hết trơn hết trọi. Mà những cái thứ mà tự do thông tin đó, nó lại càng tùm lum hết trơn hết trọi. Nhưng mà người ta vẫn không sao hết. Tại vì nếu như mà người đa số người dân trong xã hội á, người ta có khả năng minh định cao thì người ta vẫn biết sàng lọc thôi. Biết cái nào tốt, cái nào xấu, cái nào hay, cái nào dở, người ta minh định được. Còn riêng kinh nghiệm cá nhân tôi thì tôi cũng nghĩ rằng là tôi cũng chẳng giấu cái gì các anh chị là, ví dụ như ngày xưa khi mà tôi đọc cái chuyện Tấm Cám á, mà khi mà tôi thấy cái khúc mà tấm lên lấy vua lên làm hoàng hậu á, rồi xong cái Tấm mới kêu Cám đến, rồi xong cái giết em xong cái giết xong tôi tưởng trả thù vậy là ok rồi, đằng này nó còn chơi thêm cứu nữa là nó luộc em đó. Luộc mình cứ tỉ luộc là cũng hả dạ rồi, đằng này chưa đủ rồi luộc xong nó làm mắm em đó. Nó làm mắm em nó xong rồi nó bỏ vô hũ rồi đưa cho mẹ nó ăn. Mẹ nó ăn xong rồi nó lòi cái đầu lâu con mình ra. Cái lăn đùng ra chết. Xong cái hết chuyện. Hết vô duyên vô cớ, hết vô lý. Làm mình tưởng tượng tùm lum hết. Lúc đó mình ngồi nghĩ, ủa nếu mà mẹ chết như vậy thì Tấm có luộc mẹ không? Nếu mà Tấm luộc mẹ thì Tấm có là có làm mắm không? Rồi nếu mà Tấm làm mắm thì sẽ đưa cho ai ăn? Rồi mình nghĩ lung tung hết cả. Cái khi mà hồi nhỏ khi mà đọc cái đoạn đó đó, khi mà thầy cô đọc là cái khi mà thầy cô mà kể cho nghe cái chuyện Tấm Cám đó, cái trầu nó đã, nó phê, trời, nó sướng. Tức là giống như mình được trả thầu á. Nhưng mà khi lớn lên mình nghĩa lại cái đó của mấy đứa cháu mình học, mình thấy ủa sao cô Tấm dịu hiền, sao mà con nhỏ này dịu hiền, sao mà nó dã man quá vậy. Trời, dịu hiền mà cỡ đó thì độc ác thì sẽ như thế nào? Cái tự nhiên, tức là vậy thì có lẽ là cái quá trình minh định của mình nó phải, nó lớn lên theo cái sự học hỏi của mình, chứ tôi không nghĩ là tự nhiên. Thì khi mà mình thấy cô Tấm ác á, là mình bắt đầu là tôi thấy, tức là mình đã lớn lên rồi. Còn khi mà mình cảm thấy đọc cái Tấm mà luộc em cỡ đó, làm mắm cỡ đó mà thấy phê á, là sao rồi đó. Tức là cái hồn mình tự nhiên nó thui quắc à. Tức là tôi nói về bản thân tôi chứ không nói về ai cả. Hay một ví dụ thứ hai mà tôi nói có quá trình nâng mình lên hay là mình học hỏi, thì tôi thấy có một cái ví dụ mà không biết các anh chị và các bạn ở đây thế nào. Không biết hồi xưa thì khi mà tôi xem những cái bộ phim Oscar thì thấy báo chí rồi ca ngợi quá trời, tôi cũng tìm cách tôi coi. Nhưng mà nói thật coi xong chả hiểu gì. Mà nói phim gì mà đoạt giải mà lại giải nhất thế giới. Chả hiểu gì. Nhưng mà khi mình chả hiểu gì thì tôi có cảm giác là phim tào lao.
chắc quá là nó lăn xe rồi kia thôi chứ. Nhưng mà sau đó một thời gian tôi nghĩ, ủa tại sao một bộ phim mà cả thế giới kêu hay mà mình lại không thấy hay? Hóa ra là mình không thuộc về cái thế giới này. Tức là thấy hình như mình lạc loài á. Mình lạc loài á. Và nếu mình lạc loài thì vẫn phải tìm cách về với cái thế giới tiến bộ. Mà cái con đường trở về với thế giới tiến bộ nó xa lắm. Và sau một thời nhiều năm tháng, chứ không phải một ngày hai ngày, cái tự nhiên cái thấy bắt đầu mới coi là thấy nó hay. Và bắt đầu, ví dụ như hồi xưa cũng đọc sách Những Người Khốn Khổ của Victor Hugo. Chá hiểu gì. Thấy sao mà nó, sao cái dân văn dân ông ngu quá đi. Nhưng mà sau này trời ơi sao mà nó, trời hay chịu không nổi luôn. Hay mà được, không thể nào mà tả được. Tức là cả một quá trình rất là dài. Tức là tôi nói này, thực ra thì tất cả mọi người mà có văn hóa thì tôi thấy họ có một điểm giống nhau là họ đều xuất phát điểm là những người vô văn hóa. Và sau khi họ tìm hiểu biết, họ học hỏi, họ tìm tòi, họ nhận ra bản thân mình là ai thì tự nhiên cái họ khác. Thực ra thì sự dốt nát của con người không đáng sợ. Cái đáng sợ nhất đó là dốt mà không biết mình dốt. Cái đó mới thực sự là đáng sợ. Cái đó là đáng sợ hơn nhiều. Cái sự học bình thường, sự học bình thường là giúp những gì mình đã biết, học xong mình biết thêm một tí nữa. Đó là sự học bình thường. Còn một cái sự học khai sáng thì nó khác hơn nhiều. Sự học khai sáng bao giờ cũng là sự học vĩ đại nhất trong đời của một con người. Sự học khai sáng nó không giúp con người ta biết thêm những gì mình đã biết, mà giúp người ta nhận ra những gì mà mình không hề biết gì cả mà tưởng rằng mình rất là hiểu biết. Cũng giống như là trước khi mình học về cái đó, mình cảm thấy mình rất là uyên bác, mình rất giỏi giang về cái đó. Học xong cái tự nhiên mình thấy trời ơi, hóa ra mình ngu dữ. Thì đó là sự học khai sáng. Sự học khai sáng là sự học để nhìn ra chính mình, để nhận ra cái sự tối tăm và cái điểm mù bên trong con người của mình. Còn sự học bình thường là sự học mà nhận hiểu thêm về những gì mà mình đã biết. Mình biết cái đó và mình biết thêm. Còn khi mà mình nghĩ, giống như là tôi thấy rằng là trong anh em họ hàng nhà tôi có hai người, mà tôi luôn cứ nghĩ rằng là giả sử như hai người này mà không có bằng đại học thì cuộc đời của họ sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng mà cuộc đời của họ rất là khổ sở. Vì sao? Bởi vì hai người đều có bằng đại học cả. Cái tôi ngồi nghĩ, giá như họ không có bằng đại học thì có phải tốt cho họ không? Nhưng mà không được như quên một điều rằng, cái bằng không có lỗi. Cái lỗi là lỗi của người trao bằng và người nhận bằng thôi. Chứ cái bằng là vật vô tri vô giác, nó không có lỗi gì. Giống như tiền đó, là vật trung tính. Bản thân nó không xấu cũng chả tốt. Có xấu hay không, xấu hay tốt là do cái người kiếm tiền và người xài tiền thôi. Kiếm tiền bằng cách này thì là xấu, kiếm tiền bằng cách kia thì là tốt. Xài tiền vào việc này thì tốt, mà xài tiền vào việc kia là xấu. Ví dụ như là lãnh lương về mà đưa cho vợ là tốt, còn lãnh lương về mà đưa cho bồ là xấu. Đại khái vậy. Ồ, không biết có xấu không, nhưng mà đại khái là như thế. Tức là cái bằng cũng thế. Tôi không lên án cái bằng. Tôi chỉ thấy tiếc là tại vì cái bằng đó nó làm cho người ta ngộ nhận về bản thân mình. Và nếu như công việc có chất xám thì họ không làm được. Còn công việc chân tay thì họ không có chịu làm. Và một cái người mà không lao động thì cuộc đời nó không khốn, nó khổ khốn nạn mới là chuyện lạ chứ lị. Nó tức là căn nguyên của sự khổ sở từ đó ra chứ đâu. Việc đầu óc thì không làm, có đầu óc gì đâu. Nhưng còn tại sao có bằng thì ai mà biết được. Cái đó là trời biết đất biết, vì người đó biết thôi chứ làm sao mà biết được. Đại khái vậy đó. Yeah. Chúng tôi muốn nghe thêm một câu hỏi từ phía các anh chị có cấp độ quản lý đi ạ. Có anh chị nào cấp độ quản lý ở đây không ạ? Anh mời anh Thor. Anh hỏi sao mà tôi trả lời được, chứ không là tôi đứng đây luôn. Cảm ơn anh Trung rất là nhiều. Hồi nãy anh đầu tiên anh có chia sẻ thì tôi thấy là anh có nói là có 5 cái phần mà gọi là năm yếu tố của một quản trị cuộc đời. Và hôm nay thì chúng ta thời gian có hạn nên anh chỉ chia sẻ với một điều, có nghĩa là thấu hiểu chính mình. Vâng. Thì có phải chăng, và nãy giờ tôi cũng có nghe các bạn đặt câu hỏi, thì muốn anh Trung coi như là chia sẻ, có phải chăng là cái chìa khóa vẫn chính là
thấu hiểu chính mình sẽ giải quyết tất cả mọi thứ trên cuộc đời này, thưa anh. Tại vì đó là cái mà tôi muốn anh chia sẻ thêm. Bởi vì hồi nãy giờ các bạn cũng hỏi rất là nhiều câu, nhưng mà tôi nghĩ đó là cái trái tim của cuộc đời. Nó sẽ có lẽ là sẽ giúp cho các bạn nhiều hơn. Và đây là cái mà tôi nghĩ là điều mà hôm nay là nó là rất là quan trọng để mà anh chia sẻ. Vâng, có phải không ạ? Thấu hiểu chính mình, đó là duy nhất một điều mà các bạn sẽ cần phải tập trung vào. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Paul. Thực ra tôi rất là thành thật xin lỗi các quý vị và các anh chị và các bạn là thời gian thì đây là một cái chủ đề rất lớn và rất khó, và nếu như nhưng mà thời gian chúng ta rất có giới hạn, nhưng mà có điều là không vấn đề gì, có bao nhiêu thời gian chúng ta làm bấy nhiêu, có nhiều thì nên làm nhiều, mà có ít thì chúng ta chia sẻ ít, nhưng mà trong khuôn khổ này hy vọng là trong một tiếng đồng hồ chúng ta không có bị không có là cái không bị lãng phí cái thời gian của chúng ta. Nhưng mà đúng như anh tôi chia sẻ với anh Paul là cái thấu hiểu chính mình là cái không những là cái tôi muốn bổ sung thêm, ngoài đó là không những là cái quan trọng nhất, mà là gọi là tôi muốn bổ sung thêm một ý, đó là cái khó nhất trong tất cả những cái mà mình làm trong đời này. Giống như trong 14 điều răn của nhà Phật đó, thì cái điều đứng đầu tiên, đứng số 1 trong 14 điều răn của nhà Phật đó là kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Bởi vì cái đó vẫn là khó nhất. Và có một lần tôi đọc được một cái lời của một cái nhà thơ nổi tiếng của Ba Tư ở thời kỳ Phục Hưng đó. Ông nói rằng là khi tôi còn nhỏ, tôi mới ước mơ làm thay đổi thế giới. Nhưng khi lớn lên thì tôi chỉ ước mơ làm thay đổi bản thân mình thôi. Tại vì nói gì nói, hiểu được chính mình và vượt qua chính mình là cái khó nhất. Tại khi mà đã thay đổi được mình thì muốn thay đổi thế giới cũng không phải là chuyện quá khó. Nhưng mà khổ cái là tối ngày cứ lo chuyện thay đổi thế giới, thay đổi xã hội, thay đổi công ty, thay đổi tùm lum, nhưng mà lại quên mất một điều là thay đổi bản thân mình. Và cái chủ nghĩa cá nhân á, trong cái quan điểm của người phương Tây á, đôi khi chúng ta cũng hiểu lệch lạc. Ví dụ người ta nói là chủ nghĩa cá nhân có nghĩa là mình chỉ lo vun vén cho bản thân mà không quan tâm đến người khác, thì đó là cách hiểu hết sức sai lầm về chủ nghĩa cá nhân của các cái quốc gia văn minh. Cái chủ nghĩa cá nhân lớn nhất ở đây á, vẫn là nghĩ rằng là thấu hiểu bản thân mình và có trách nhiệm cá nhân của mình với những thứ khác. Tức là người ta hiểu nhiều về cái ý trách nhiệm chứ không phải là về ý quyền lợi. Và nếu như có một câu nói nào đó thể hiện rõ nhất cái tư tưởng về chủ nghĩa cá nhân của những quốc gia văn minh, thì cái câu đó chính là của Mahatma Gandhi. Ông ta bảo rằng là you must be the change you wish to see in the world. Chính bạn phải là sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy trong cái cuộc đời này, chứ không phải là ai khác. Nhưng tôi muốn xin chia sẻ bổ sung thôi, tức là tôi nhất trí với chia sẻ của anh Paul là nó cực kỳ là cái trung tâm đó, là nó là vấn đề lớn, nhưng mà thực ra nó là một cái yếu tố rất quan trọng và rất khó. Nhưng nếu như chúng ta thất bại với việc thấu hiểu chính mình, không có cơ may để thành công ở những thứ khác. Tại vì không biết mình, người ta hay nói là biết mình biết người, trăm trận không thua chứ không phải thắng. Nhưng nếu không biết mình mà cũng chẳng biết người thì trăm trận, nếu thắng thì chẳng qua đó là gặp may thôi, chứ không thể nào là một cái thắng. Và sau đó thì đó là lý do vì sao mà có những người đằng sau một thành công vang dội là một thất bại thảm khốc, thường là vậy. Tại sao vậy? Bởi vì người ta không hiểu là trước đó tại sao họ thành công, và họ ngộ nhận về lý do thành công, và họ bê cái công thức thành công đó cho dự án tiếp theo và lớn hơn nhiều, và cuối cùng là thất bại thảm khốc. Và ngắn gọn lại thì vẫn là, và nếu như có hai cái lớn nhất thì chúng ta trong ngày hôm nay thì chúng ta vẫn bàn, đó là cái túi văn hóa và túi chuyên môn, là hai cái thứ quyết định tất cả mọi thứ khác. Và nếu như có hai cái túi đó thì có thể giàu có thân vinh hiển thế nào thì chưa biết, nhưng mà chắc chắn là cuộc đời cũng không phải quá lo lắng gì nhiều. Còn nếu thiếu một trong hai cái đó, không có túi văn hóa, cũng không có túi chuyên môn, thì rất khó có túi tiền, và rất khó có túi danh, và rất khó có những cái túi khác. Vì những cái túi tiền hay túi danh hay túi quyền lực, cái gì, những cái túi đó chỉ là hệ quả của hai cái túi căn bản nhất là túi văn hóa và túi chuyên môn. Mà túi văn hóa ở đây chúng ta không phải là túi văn nghệ, mà túi văn hóa là khả năng minh định và khả năng xúc cảm. Đó. Thì đấy là cái xin phép chia sẻ thêm ý kiến của anh. Xin cảm ơn quý vị. Vâng, chúng ta còn thời gian cho thêm một câu hỏi cuối cùng ạ.
Mời. Thì em muốn có một câu hỏi đặt cho anh Trung là nếu một người minh định là phân biệt được đúng và sai, nếu mà một người phân biệt được có những thứ là nó tuy nó không đúng mà chưa chắc gì nó sai, như vậy người ta chọn cái lẽ sống là không đúng nhưng mà nó không sai nhưng mà nó không đúng, có những thứ như vậy không sai chưa chắc không đúng chưa chắc gì nó sai, thì như vậy là đúng hay là sai, tốt hay là xấu? Ngày hồi cái lùm bùm luôn à. Dạ cảm ơn bạn, tức là có những thứ rồi không sai nhưng mà nó không đúng nhưng mà nó cũng không sai, mà không sai nhưng mà nó cũng không đúng, có cái đó không? Bạn có thể ví dụ như một cái thứ nào mà nó không sai nhưng mà nó tức là ý nói rằng là tôi ý nói là cái nếu tôi hiểu không sai không nhầm cái ý của bạn á, là tức là bạn không quan tâm chuyện là mình làm đúng nhiều, bạn quan tâm chuyện là những gì tôi làm là không có sai, đúng không? Ý là vậy đó. Nhưng mà không sai tức là đúng đó, chứ không sai mà không đúng thì là cái vậy. Chứ thay vì tôi nói là cái tôi làm không sai, nhưng mà thường á, thực ra cái chuyện mà đúng sai này á, ví dụ như có những cái mà nó không phải là chuyện một sớm, tức là giống như trong cái quá trình mà đấu tranh của con người á, đúng sai, ví dụ như có nhiều người nói rằng là cái cô đó cô ăn mặc hở hang như vậy thì có cái gì đâu so với lại hoa hậu mà đi trên biểu diễn bikini ở trên sân khấu thì còn kín chán, tại sao lại đi ném đá cô ấy? Thì vậy thì cái chuyện đó là mình ném đá người ta vậy là đúng hay sai, và cái việc người ta ăn mặc hở quá như vậy là đúng hay sai? Tức là thứ nhất là thấy cũng đúng ở đây, nhiều khi người ta nói sở dĩ mà chúng ta đôi khi hay lấn cấn về đúng đúng sai sai là vì này, tức là nó đúng pháp lý nhưng mà nó không có đúng về đạo lý á, thì đôi khi người ta có dễ cả cảm giác là vừa đúng lại vừa sai. Ý nó là cái cô đó làm gì đâu có vi phạm pháp lý gì đâu, thì có nghĩa là ở góc độ pháp lý thì là đúng, nhưng về mặt đạo lý hình như nó làm sao. Tôi thì tôi là người mà cổ suý cho tự do, nhưng mà tôi vẫn luôn luôn ý thức một điều rằng là tự do mà không có văn hóa thì đó là thứ tự do hoang dại, chứ không phải là thứ tự do của con người. Anh có thể mặc bikini, nhưng đó là bãi biển hay là sân khấu cuộc thi hoa hậu. Anh không thể mặc bikini ở đây, bởi vì đây là Career Builder Day. Tức là mình phải biết là cái đó gọi là văn, cái đó gọi là văn hóa. Cái đó gọi là văn hóa. Cho nên là tôi nghĩ là cái chỗ mà đúng đúng sai sai là nó là sự lập lòe. Theo tôi lập lòe thứ nhất là giữa pháp lý và đạo lý. Nhập nhòe thứ hai mà khó hơn cái đó nhiều, đó là lập nhòe giữa cái đạo lý của làng, đạo lý của nước và đạo lý của thế giới tiến bộ. Đó là một cái nhập nhòe rất đáng sợ. Có những cái chúng ta đấu tranh cho cái đúng và cái đẹp, nếu không cẩn thận là phiền đó chứ không phải giỡn. Nhưng mà cái đó là một chuyện dài, tôi chỉ nói là nó lẫn lộn ở chỗ đó thôi. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn anh Trung. Ban tổ chức có bảo là vì giơ tay nhiều quá cho nên bonus thêm một câu nữa. Nãy bà kia đang đợi một câu cuối cùng. Dạ, chút xíu nữa gặp anh Trung sau. Dạ em xin chào mọi người ạ. Dạ. Em xin có một câu hỏi như thế này. Khi mà người ta nói đến giáo dục thì mục tiêu của giáo dục, có một người em có nhận được một luồng chia sẻ như thế này, cái mục đích của giáo dục là khai tâm, mục đích của cái việc giáo dục là khai tâm, còn cái việc khai minh đó là năng lực của mỗi người. Nhưng mà em xin hỏi thầy thầy Trung ở đây là tại vì thực sự cái tâm của những người trẻ như em nó rất là bất định, nó không minh định, thì không biết làm thế nào. Tại vì thực sự với một người trẻ may mắn sống trong một cái môi trường tốt thì họ sẽ có những cái định hướng tốt, thì cái tâm họ sẽ nhanh được minh định hơn. Còn những người ví dụ như sống trong một cái môi trường không tốt, chứ không phải em không nói là xấu, thì họ phải tự đi kiếm được cái con đường minh định của mình. Thì như hôm nay em may mắn ở đây thì em đã phần nào em đã được minh định một phần nào đã trong đầu của em, nhưng mà em nghĩ là như đó là chưa đủ, nên em mong muốn là có những cái định hướng hay là những cái cách thức nào để thực sự cái tâm của những người trẻ, hay nói riêng bản thân em, nó được minh định hơn.
theo thời gian. Dạ, em cảm ơn thầy. Rồi, cảm ơn. Nói là mục đích của giáo dục là khai tâm á, đúng như chưa đủ. Mục đích của giáo dục nó có rất nhiều, khai tâm chỉ là một phần thôi. Mà thậm chí có một cái thứ còn quan trọng hơn khai tâm nó nữa, đó là khai trí. Khai trí. Khai trí để gì? Một cái người mà được khai trí thì có cái đầu khai minh. Mà cái người mà có cái đầu khai minh tức là có khả năng mình định. Còn người khai tâm á, thì là người có giúp cho người đó có hồn. Ở đại khái vậy. Thì một con người sẽ không đầy đủ nếu như anh chỉ có hồn mà không có trí. Tại vì cái trí nó giúp cho anh biết được là làm cái điều đó đúng hay sai. Còn cái người có hồn là người đã thôi thúc anh hành động. Nhưng nếu anh cái hồn, anh là một cái người có một cái tâm hồn nhiều khuyết, anh thôi thúc anh hành động, thôi thúc anh dấn thân, nhưng mà cái đầu anh không có khả năng minh định, thì đó là cực kỳ nguy hiểm. Cái đó người ta có câu là nhiệt tình mà đi kèm với ngu dốt là thành đại phá hoại. Cho nên là cái nếu như cái đầu là cái cơ quan chỉ huy là anh nên đi đường nào, nên làm cái gì và không nên làm gì. Còn cái trái tim là nó thôi thúc anh làm cái điều đó. Tức là cái giống như là một cái động cơ phản lực ở bên trong á. Nhưng mà còn một cái yếu tố nữa của khai tâm á, ví dụ như là đối với những nền giáo dục phát triển á, thì cái quan trọng nhất của cái giai đoạn mà giáo dục khai tâm thì cái linh hồn của nó vẫn là giáo dục tiểu học. Chứ không phải là ở một cấp độ khác. Và do đó cho nên là những cái nước mà có nền giáo dục phát triển thì chỉ có những người xuất sắc nhất mới được vào giáo dục thôi. Những người bình thường không vào giáo dục được, bởi vì đó là công việc cực kỳ khó. Và đặc biệt là như ở Phần Lan chẳng hạn, người ta hay ca ngợi cái nền giáo dục Phần Lan là một nền giáo dục tốt, phổ việc rồi giáo dục phổ thông á. Thì ở Phần Lan thì những người mà vào giáo dục là phải những người xuất sắc nhất, những người bình thường không bao giờ thi đậu vào cái ngành giáo dục. Và khi vào giáo dục rồi thì những người mà xuất sắc nhất sẽ được chọn để dạy tiểu học. Và đối với những người đứng lớp tiểu học thì phải có trình độ từ thạc sĩ trở lên về giáo dục và phải có chứng chỉ hành nghề mới được đứng lớp tiểu học. Còn đối với dạy cấp 2, cấp 3 thì cử nhân cũng được. Tức là đối với họ, giáo dục tiểu học không chỉ là đối với họ, giáo dục tiểu học thì không chỉ là dạy chữ hay dạy số, mà đó là định hình nhân cách cho cả đời một con người. Theo cách nói của em là khai tâm đó. Còn nếu như tại sao họ đòi hỏi cao ở một người đứng lớp tiểu học như vậy? Bởi vì chính vì không, công việc của giáo dục tiểu học không phải là hay, không phải là dạy chữ hay dạy số, cho nên cái công việc đứng lớp tiểu học phải ở trình độ của một nhà giáo dục thực sự. Và họ đang làm công việc của một nhà giáo dục chứ không phải là một giáo viên bình thường. Cho nên là cái mà em nói rằng là đôi khi là nó ngược với minh định, không phải là bất định. Cái tâm thì bất định thì đúng rồi, lúc mình vui, lúc mình buồn thì cái đó là cái lên xuống. Còn minh định thì rõ ràng là hôm nay mình minh định sai, ngày mai mình minh định đúng. Nhưng mà cái quá trình em hỏi là làm thế nào để có khả năng minh định, cũng như hồi nãy có một anh chị nào nói là làm sao để có tâm hồn, thì cả một quá trình dài. Tức là ít ra mình cũng nói là, ví dụ như tôi đưa ra một ví dụ nhỏ là tại sao mình coi bộ phim Oscar mà mình thấy không thấy hay, thì mình phải tự hiểu, tự nhìn nhận lại bản thân mình là tại sao nó như thế. Hay là tại sao mà là có cái có những người mà có những vấn đề mà cả xã hội chửi, nhưng mà có những người hiểu biết á thì họ lại ủng hộ cái điều đó. Có những người thì cả xã hội khen ngợi, nhưng có những người hiểu biết thì họ cho rằng cái đó là đáng phải lên án. Là vì sao vậy? Bởi vì chân lý không thuộc về số đông, và chân lý cũng không thuộc về kẻ mạnh, mà chân lý thuộc về những người có hiểu biết. Rồi, cảm ơn quý vị. Vâng, xin mời anh Trung nán lại đây ạ. Vâng, cảm ơn Trung rất nhiều. Và chúng tôi xin kính mời ông Paul Hương Nguyễn, Tổng Giám đốc Career Builder, và bà Trần Việt Hương, Giám đốc điều hành công ty Metan, sẽ lên sân khấu để trao kỷ niệm chương và hoa cho diễn giả giảng từ Trung ngày hôm nay với phần chia sẻ thú vị vừa rồi. Xin kính mời ông bà. Một nửa sứ vị, một trọng thật lớn để cảm ơn cho phần chia sẻ vừa rồi của ông giảng Tư Trung, hiệu trưởng trường Doanh Nam Pace. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn anh Paul, cảm ơn chị Việt Hương. Cảm ơn anh Trung.